Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Puka đi du lịch cùng gia đình xin Tuấn Kiệt quyết không lộ diện vẫn bị fan réo gọi vì điều này. Couple Puka xin Tuấn Kiệt ra ở lại được dân tình đẩy thuyền tới bến. Puka và Jin Tuấn Kiệt là cặp đôi được đông đảo khán giả đẩy thuyền trong suốt thời gian qua. Trên thủ dịp hè, Puka đưa đại gia đình đi nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, Puka xả kho loạt ảnh vi vu trong chuyến du lịch cùng gia đình. Trên thủ dịp hè, nữ diễn viên đưa đại gia đình đi nghỉ dưỡng. Puka chọn không gian mát mẻ, xung quanh nhiều cây cối với view bãi biển rộng lớn để đưa cả nhà đi nghỉ mát. Puka chọn không gian mát mẻ, xung quanh nhiều cây cối với view bãi biển rộng lớn để đưa cả nhà đi nghỉ mát. Không xuất hiện cùng khung hình, dân tình ngầm đoán thì Puka và bạn trai tin đồn xin Tuấn Kiệt đang có chuyến du lịch biển cùng nhau. Thậm chí netizen cho rằng những bức ảnh Puka chụp cùng các gia đình phó nháy không ai khác chính là xin Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Vì quá yêu thích cặp đôi nên khán giả không ngừng đẩy thuyền. Couple này mọi lúc mọi nơi. Phía dưới bài viết khán giả để lại nhiều bình luận hài hước như: Công nhận anh Zin chụp ảnh cho gia đình chị Puka đẹp thật. Hóng tập 2 chị Puka đang hình có xuất hiện của phó nháy xin Tuấn Kiệt. Ảnh này vẫn thiếu một thành viên nữa hay sao á chị Puka ơi. Cho phó nháy lên hình đi chị ơi. Không ít lần Puka và xin Tuấn Kiệt cho biết cả hai chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Dù vậy, thuyền của cặp đôi này vẫn chưa có dấu hiệu chìm, vẫn được người hâm mộ so hiên hẹn hò và ship mọi mặt trận. Không ít lần Puka và Sinh Tuấn Kiệt cho biết cả hai chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Không những thế, cả hai thường xuyên đăng ảnh mặc đồ đôi, chất in chung một địa điểm. Dù vậy, thuyền của cặp đôi này vẫn chưa có dấu hiệu chìm, vẫn được hâm mộ, so hiên hẹn hò và ship mọi mặt trận. Nhưng tình nói không sai khi cặp đôi này tình trong như đã mặt ngoài còn e. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo